Nếu thắng câu lạc bộ Hà Nội trong trận tranh siêu cúp quốc gia ngày 16 tháng 2, Bình Dương sẽ là câu lạc bộ đầu tiên có 5 siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã tỏ ra rất quyết tâm trước cơ hội của Bình Dương làm nên lịch sử. Tất cả trận đấu đều có mục tiêu, mục đích rõ ràng. Thì kể cả lúc chúng tôi đủ điểm trụ hạng, đúng như đủ điểm là top 7 rồi của mùa giải vừa qua, thì chúng tôi vẫn chơi với tinh thần 120% sức. Thì không lý do một trận đấu siêu cúp mà dễ gì một đời và muốn huấn luyện viên một đời không như mình trận đấu siêu cúp như vậy. Thì tinh thần mình chung cái thằng này rất là tốt. Giống như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội, ông Trần Minh Chiến nhiều khả năng cũng sẽ xếp nhiều cầu thủ trẻ đá chính trận này. Với phương châm mà làm việc tôi là tạo điều kiện cho các em trẻ trên, thì các anh huấn luyện viên họ đều phải chơi bằng 100%. Thì trong mục tiêu chúng tôi là trong thứ hai, ba, trong thứ tư chúng tôi mới năm nay chúng tôi chỉ cho chủ yếu là trong những trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.